Quý vị chúng ta sẽ được đón nhận giây phút cô dâu và chú rể chúng ta bước về đài hoa hạnh phúc. Thì quý vị cùng với ban lễ tân, chúng ta sẽ cho những tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi bông hoa đẹp nhất. Và giờ phút này, trân trọng kính mời đôi uyên ương, đôi trai tài gái sắc Hoàng Hùng và Ánh Đào sẽ tiến về với đài hoa hạnh phúc trong chương trình Trưa Nay. Các bạn chúng ta vỗ tay cho cô dâu và chú rể nào. Quý vị chúng ta vừa đến với một giai khúc rất là lắng đọng, một ca khúc rất là yêu thương và tình cảm đông đầy. Đó là những gì cô dâu và chú rể muốn nói cho nhau trong chương trình trưa hôm nay. Và quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng tình cảm sâu sắc của cô dâu và chú rể trong chương trình hôm nay.